sáng. Đại chúng ngồi đi tại chỗ không ai được đứng lên. Khi kinh hành đi ra ngoài hoa sớ, tất cả chúng tăng ngồi yên tại chỗ. Và khi nào toàn bộ chư tăng ban hoa sớ đi hết ra ngoài rồi, chúng ta đứng lên. Và trước khi đứng lên, chúng ta đề nghị, hoa đề nghị chúng ta kiểm tra lại toàn bộ tư trang của quý vị. Tất cả chúng ta kiểm tra lại toàn bộ tư trang của quý vị.
mình mua cho anh cô ô cái. Mua được xem đẹp từ đây cho anh mượn cô ô, mượn cô ô, anh cho nó quay đấy. Mua được cứ giặt đi. Có anh cái. Lê ra cái đừng chia máy quay, đừng chia máy quay, lê máy quay thôi.